調子の何を言ってんだろ。マッチョ、マッチョ、チョンメン、チョンメン。調子に乗る、調子に乗る、có nghĩa là oai, tinh vi, nên là khi mình nói rằng là 調子乗ってんじゃねえぞ。調子乗ってんじゃねえぞ。đừng có mà oai, đừng có mà tinh vi, hay là chô si no na yo, chô si no na yo. Cũng có nghĩa tương đương như vậy. Mukatsuku có nghĩa là bực, bực. Ví dụ như thế này, thằng đã bực hết cả mình về cái thái độ tự cao của cái thằng ấy. Aitsu no erasou na taido, maji mukatsuku, maji mukatsuku. Getsu, getsu có nghĩa là thằng khốn nạn, thằng mất dạy. Getsu, đó là ai chứ là hơn tôi nghĩ ghét từ đàn à, đúng là thằng vô dạy, đúng là khốn nạn. Ngoài ra từ ghét suy này có thể biến thành tính từ, chúng ta thấy video đây khi mà chúng ta nói rằng ghét suy có tôi yếu nay ở ghét suy có tôi yếu nay ở, có nghĩa là mày đừng có nói chuyện mất dạy khốn nạn như thế. Mecha moriagaru có nghĩa là quẻ ác thế, quẻ ác. Kino, めっちゃ盛り上がったね、本当に。めっちゃ盛り上がった。ひどい。ひまもん nói rằng là anh quá đáng quá, anh quá đáng quá thì chúng ta sẽ dùng từ này nhá. 本当にひどいなあなた。本当にひどいなあなた。来人だぞい。またやられちゃう。またやられちゃう。Bài học ngày hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Mata ne. Bye bye.